Chị cần thêm nước không thì tôi gọi. Lần này đủ rồi. Mà ngày nào uống nhiều như vậy à? Không, bình thường ấy tôi uống nhiều hơn cơ. Mà càng uống ấy tôi lại càng thích. Uống nhiều như thế không sợ dạ dày mà chết à? Trước khi thủng dạ dày chết ấy thì cái bụng mày cũng chết đói rồi. Chị có thể bớt ăn tiêu lại và chọn một nghề khác được mà. Ồ, nhưng mà việc nhẹ, lương cao nữa, bỏ mà ngu à? Ôi, chào chào có chưa nhở? Chờ có một phút có ngay. Ok. Mà này, cậu về muộn hay sao đấy? Nếu cậu mà bị bố cậu đánh vì tôi á thì tôi sẽ đau lòng chết mất đấy. Ăn xong tôi về. Sao đâu? Mà bố cậu cũng biết quan tâm con cái, cũng thuộc tim người đàn ông ga lăng. Sao chị lại nói thế? Hay là chị còn chuyện gì giấu tôi đúng không? Thì nhìn cách bố cậu để con bộ óc nghẹo với tôi, tôi đoán vậy thôi. Còn mọi chuyện ấy thì đúng như tôi kể. Mà này, bố mẹ cậu ly hôn lâu chưa? Chị đừng tưởng cái gì chị cũng biết nhá. Cháu đây, cháu đây. Ô, đây cháu quỳ tiền luôn. Ôi, trả lại. Tôi cảm ơn. À, những đồng tiền mình vất vả kiếm ra thì mình càng trân quý nó. Vất vả? Ừ. Mà chị cần tiền nhiều để làm gì đấy? Mình trả tiền đi ba, để mời cậu ăn khuya. Được. Bữa này hôm nay hết bao nhiêu tôi sẽ chuyển khoản hết cho chị, không thiếu một xu đâu. Được. Nếu như chồng nói vậy, chị sẽ cho chồng nợ. Để hôm nào mà chị cảm thấy buồn hay là cô đơn gì đó thì chị sẽ alo chồng. Chị cô đơn? Thế tôi sống một mình, cậu nghĩ cô đơn thật hay đùa? Nhiều sáng đi làm về á, đẩy cửa phòng ra, thèm lắm bát phở ai đó mua hộ. Anh đơn giản là câu hỏi: Hoài ơi, ổn không? Luôn như vậy ấy, luôn thấy buồn, cô đơn. Cảm giác nhưng mình không phải một thành phần trong thế giới này vậy. Thank you.
Nhưng mà thôi, cũng không được để vì chuyện này mà buồn, bởi vì là sẽ chẳng ai quan tâm cảm xúc của cậu một lòng cả. Nên cậu ấy, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, cũng không được nghĩ tiêu cực, đúng chưa? Thôi, chị ăn đi không nguội đấy.